bây giờ chạy xuống bãi ghế. Xuống bãi ghế có một chiếc bãi ghế cháu nó vô nữa nè. Hồi sáng qua chiếc rồi, bây giờ xuống qua một chiếc nữa coi thử nó vô có đạt không. Ghê đâu đâu mình đi bộ bên đó nè, ở bên đây có mấy cái ghê sáng nó vô lưới rồi, bây giờ nó thâu nè, thâu lưới nè, còn một cái ghê mới con cháu nó đang vô nữa, đang vô chỗ này là mình tới coi thăm ăn thử. Công nhân làm lưới này. Đó, nhiều chiếc kia ở đây. À, không sao đâu, khỏi cần. Đâu cần cổ trang đâu. Đi sau. Đi phố hả? Đi phố. Đây chậu lưới lên. Đó, gì đây? Đó là việc không. Mới tới à? Thấy chị sợ chú lấy màu à? Mới tới. Đây là. Tay công ở gì vậy? Đây là vàng, đây là bên công nhân, bên công nhân để chuẩn bị chảo lưới lên. Dạ. Đó vàng đây là bên công nhân chảo lưới lên phải không? Đúng rồi, dạ công nhân. Đây. Đây, đầu đây. Đứng ở nhân cậu nghe. À, cậu đây rồi. Gì đây con cháu nhà nè. Rồi công nhân bắt đầu xếp cái cậu luôn. Do việc làm của mấy chị em ở đây thì một ngày thu nhập khoảng kiếm khoảng 200.000, 250.000. Đại khái như là mình làm 20.000 giờ, 10 giờ thì được 200. Rồi chủ ghe thì cho thêm 50 nữa, là khoảng 250. Ở đây nó có nhiều chủ ghe lắm. Ở đây nè, đó cái dàn đây là người ta vô trước rồi nè. Người ta vô trước, người ta thao nè, đó thao lưới nè. Công nhân từ đây xuống dưới kia là đông lắm, đông người làm lắm. Bãi đi là nhiều chiếc kia nó vô nha, nó tập kết chị vô đây. Đó, công nhân quá trời, nhiều chủ ghe ở đây. Nhiều chủ ghe ở đây. Ở nhà có hai đứa, hai cháu đi bên cái nghề lưới ghe này. Nghề lưới ghe đây. Ở Bình Tuy nha, Bình Tuy là ghi. Bình Tuy là ghi. Này lần đầu tiên mình tới chứ mình chưa tới bao giờ. Có việc làm hết, có việc làm hết. Có việc làm hết. Ngày nào cũng đi làm hết không? Ngày nào cũng có việc làm hết, mỗi ngày chứ gì hả? Thưa tôi, cái mùa ghế là đâu có thất nghiệp được phải không? Kiếm ngày 200 ngàn.
250 nha. 5 bữa mới đi làm bữa. Ủa 5 bữa đi làm bữa sao sống? Thì cái chủ ghe nào là vô thì mình tới ông chủ ghe đó mà làm. Có người đó hết rồi. Vậy hả? À. Có nghĩa là đây cũng dạng như một cái công ty nhỏ vậy đó. Công nhân làm một cái công ty nhỏ, mấy cái người mà làm cho cái chủ ghe đó thì họ quen. Quen với lại cái chủ ghe đó họ làm. Đó đó, quay cái ông đó đó. Quay cái ông đó đó đó, đó ông chủ đó. À. Ông chủ ghi thì áo đỏ, công ty nhỏ, đại khái như một công ty nhỏ đi, nhưng mà ở đây họ làm việc rất là hòa đồng, chủ với lại bạn làm chung rất là hòa đồng, cũng như là người làm lao động nhau. Ừ. Không có gì mà rồi thỉnh thoảng rồi ông chủ ghi rồi ông cũng có chè hay là nước đá rồi cà phê cà pháo rồi mấy chị công nhân dùng chứ phải không? À cũng được. Tạo điều kiện có việc làm gì là quá hay rồi. Quá trời lưới ra từng ghìa thấy không? Nhiều lưới quá trời lưới thấy không? Ok được á. Chúng tuột à. Một cái ghi lưới vậy là đi khoảng 2-3 ngày mới vô nè. Mày làm bò hả nữa? Hả? Không không có chịu cho. Đó, cái bánh bài. Mấy người bạn ở trên ghe sao? Dạ. Mấy người một lần đi mấy người bạn ở trên ghe? Bốn người với chủ ghe nữa là năm hả? Bốn thôi. À, ba người với chủ ghe nữa. Đó bây giờ bắt đầu cạo lưới lên nè. À, khoảng ba khoảng mấy chục bao vậy? Sao khoảng mấy chục bao lưới vậy? Bốn chục bao lưới vậy? Ở trong đó thì nó còn ốc với lại cái gì đó, còn mấy con ghẹ thì họ đưa ra bên cái hồ nuôi thẻ oxy á, mình bán nó dễ hơn. Bây giờ chỉ còn là thâu lưới với gỡ ốc thôi, ốc thì khoảng 200.000 ký. Đây đó, cứ mấy cẩu gì thôi chứ sợ mừng lên có mấy cẩu mới đưa lên được nha. Công nhân của cái ghi nào thì mình chờ cái ghi đó vô mình thao lưới đó. Đó cũng dạng như là một cái công ty nhỏ thôi, một cái công ty nhỏ để mà làm việc. Nếu mà ghi vô mà nhiều quá đạt đó thì có thể mướn thêm công nhân năm ba quê nữa không? Còn cái mùa này thì nó ít đạt hơn. Mùa này nghỉ nó ít đạt, thử ra chỉ có mướn có 10 công nhân thôi. 10 công nhân làm được. Thì tiếp tục ở dưới cứ đưa lên bao lưới vậy đó, rồi ta mở ra người thao lưới lại. Rồi thao lưới sạch sẽ rồi á là bóc xuống lại, cũng là cái cổng này luôn. Cái cổng này là bóc xuống lại. Gỡ ốc gỡ rồi bóc xuống lại sạch sẽ. Gỡ ốc gỡ rồi sạch sẽ lưới cổ rồi xong đưa xuống lại rồi bắt đầu tiếp tục hành trình. Là tiếp tục hành trình coi như là 3 ngày 3 đêm. Rồi thả lưới xuống, chạy ghe thả xuống rồi chờ. Rồi kéo lên. Thả xuống một ngày. Rồi kéo lên có một ngày. Rồi cái đường mà chạy vô chạy ra nó ngày nữa, ngày đêm nữa thì 3 ngày 3 đêm. Rất là vất vả. Nhưng mà cái ranh giới của cái địa vị của ông nào thì người đó đánh. Chứ không có đánh chồng qua chồng lại nữa. Hồi xưa kia đánh thì nó mất lưới nhiều lắm. Giả cào chồng chấp lên rồi mất lưới này kia nọ, nhưng mà bây giờ không còn mất nữa. Bây giờ nó có cái khoảng đất nhau, cái khoảng đất người nào thì người đó đánh. Chứ không vi phạm không có vi phạm cái chủ quyền của cái ranh giới của cái người nào hết đó.
giờ nó có mấy định vị rất là hay. Còn lưới, nếu mà lưới đánh đó thì muốn đánh chỗ nào đánh phải không? Lưới ba luôn đó. Dạ. Còn mấy ông đánh ghịa này phải có cái địa vị. Mấy ông ghịa này là ví dụ là chỗ nào, đất nào người đó làm chứ không có làm vi phạm. Không xâm phạm dòng đất của người khác được. Dạ. Đại khái như là quýnh số 10, từ coi như là cổ mình số 10, còn chỗ người ta số 8, số 9 gì đó. Là người ta quýnh số 8, số 9 thôi. Dạ. Chứ không vi phạm qua, không có đụng qua cái lưới của mình. Nếu đụng qua cái đường ranh giới của mình biết không? Biết. Biết. À. Cho nên người kia cũng biết luôn là quýnh cái ranh giới của họ. Người ta phải điện thoại mình. À, điện thoại mình. Nếu mà mình không đi bờ, đại khái như là mình cho người ta đánh về được không? Dạ được, mà phải điện thoại liên phải lạc. Phải điện thoại liên lạc với lại chủ cái khu vực đó. Dạ. Không, không của mình làm mà ra muốn vi phạm à, từ không từ ta phải liên hệ về mình à, không được có xâm phạm chủ quyền của cái ranh giới đất của người khác, biển bây giờ nó làm trần thiến rồi đó. Cái này là mình tính lương thu nhập của mình là mấy chị em mình mỗi một tháng vậy được nhiêu? Dạ tùy à. Nói chung nó bắt giờ mình đổ đồng qua mỗi một tháng được bao nhiêu? Ba bốn triệu. Ba bốn triệu. Nếu mà mình làm được. Chị em này đi qua bên hết rồi chú. Cái đó thì phải mình đòi phải có thân nhân người quen mình đó mưa đường dây đó mới liên lạc là đi được. Này chú ở bên Nội, bên Nội là nước khác chứ không phải Hàn Quốc. Ừ, Hàn Quốc thì chủ tàu này là ông có đứa em bánh đó. Cứ bắt như vậy. Nó cạn nước, nếu mà nước cạn nữa. Nước cạn nữa thì mình bắt. Nước cạn nữa thì mình bắt nước lên hơi khổ một chút. Được luôn. Đó, cái công việc mà làm nó như vậy đó thì bây giờ cứ bóc lưới lên như vậy đó là mấy 40-50 bao gì đó rồi cứ đưa lên đây này. Đưa lên đây xong bắt đầu là mình mở ra, mình mở ra trong này nó chỉ còn ốc với là cá rồi này cái nọ thôi, còn những cái con ghẹ mà còn sống là đã bắt trước khi mình kéo lên đó. Mình kéo lên ghe đó mình đưa nó vô cái hồ nuôi ở đây nè, đó là việc cái gì đó. Làm việc gì đó là 20.000 tiếng, 20.000 một giờ, 20.000 một giờ, làm một ngày 10 tiếng thì được có 200. Nhưng mà thỉnh thoảng là biến động rồi gì là không đi thẻ được rồi, cái ngày đó là làm không có thiên rồi. Cho nên nó nói một tháng 6 triệu gì cho không tới, còn 4 triệu rưỡi rồi. Tại có bữa làm bữa không, nó làm gì đó. Coi ghế xong bây giờ mình về lại nè. Về lại nhà chị Hai nè. Từ nhà chị ra bãi ghế khoảng chừng 3 phút à. 3 phút là tới chỗ. Đó, trong làng cũng sống vẫn bán cá bình thường. Bỏ cái thông quan với bãi ghịa vô bây giờ. Bây giờ trở lại cái bàn nhậu. Nhậu này là không phải là nhậu chính mà nhậu rây rai thôi. Rồi chút nữa ra kia gặp trận nữa phải không? Mà không biết bây giờ ngồi tới cái trận đó không biết hay là lủi xóm nữa. Tới đâu hay tới đó nha. Trước chiều ra kia tính. Quá này ở đây là con cháu trong gia đình thôi. Nhiều năm bắt mình trở lại Bình Tiên á. Bây giờ gặp lại. Còn lại Bình Tiên à, ở thị xã là ghi nha. Vì tiền mua vé số hả tiền? Giờ chưa tạo. À, định làm giàu lương thiện. Ở bên đây có người định làm giàu lương thiện nè. Đây con. À, có 50 lẻ không? Không có tiền thấu. Cậu không có, cậu có tờ trăm. Cậu không có tờ trăm mà không có tiền thấu. À, không có tiền thấu rồi. Ra, bữa nào đi ghế này được. Ra, thì đổ rồi. Để chứ tạo cho, bao nhiêu? Đủ, tiền lẻ. Để đây, trời ơi, cho thầy.
thời sốc bầu cua ở đây. Còn có chuyện tiền lẻ bộ. Chút nữa là coi như là ông chủ sốc bầu cua ở đây kia là tiền lẻ quá trời luôn nè. Hỏi ông phải hỏi ông có được. Hỏi nó 2 tờ 10 ngàn cái gì đó. Đó, tiền này tiền sốc bầu cua mà. Tiền sốc bầu cua này, chút nữa khoảng tiếng hồ sau rồi có người kia bầu cua đó tôi ra tôi quay 1 phút chút. Hành nghề bán vé số, bên này là ông thợ lặn. Ông thợ lặn bên đây là coi như là ông lụm tiền ở dưới đáy biển đủ rồi. Ông về ông nghỉ. Ông về ông nghỉ mà hôm hay hôm bắt đầu đi tiếp. Đâu ông là hồi ngày qua ông thợ lặn, hồi đó thì ông lặn lụm, bây giờ ông không nổi nữa. Anh thử ra bình thường là anh cũng ngồi ở trong cái bàn nhậu, nhưng mà bên đây anh hạn chế là coi như là hạn chế bớt lại cũng sức khỏe trục chặt nghe quá. Đó, đơn giản vậy thôi. Thấy còn có suốt không? Có quay tao lớn không? Có. Có ghi nào, chóm vô ông chủ ghi đây, ông đi vô có ghi đó đó. Rồi luộc mấy con, chục con vậy ngồi ra anh em đi ra. Phải không, đây là chủ ghịa, ông đây là không có ghịa gì hết, toàn là cái bùng binh luôn. một giấy, tỉnh thoảng có một giấy để nó cái nóc của thợ công cái thu đó. Ông này là mò dưới đáy biển đó, ông này là cũng lưới bài lường luôn. Tôi là không có lường nào hết, không có lường nào hết đó, bên kia về. Về thăm anh cháu làm nghề đó, đầy đủ. Ông thầy sóc bầu cua. Ông này sóc bầu cua cũng là nghề câu mực nữa nhá. Ông này nghề câu mực luôn nè. Nói đi. Rồi, để thăm thăm dò phỏng vấn cái anh thợ lặn này chút như thế nào, để cho mọi người xem là một cái hành nghề của mình nó không phải là chuyện dễ, phải không? Phải yêu nghề đó, theo cái nghề của mình, chứ không phải ai muốn làm cái nghề lặn được. Là anh này là anh đã từng lặn nhiều năm rồi, có thể nói 10 mấy 20 năm không? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm thợ lặn luôn. Công việc làm ăn thì vất vả nhưng mà cũng tích lũy, cũng có tiền và cuộc sống cũng khang trang. Đại khái như bữa có tới nhà anh thăm chơi quay cái nhà đó, hai chồng tất đó. Thì công việc lặn về bữa trước là bị cái gì? Cá nó tù. Cá nó tù. Loại cá gì? Nhồng á. Cái nhồng bự á. Đòn á, nó đòn á. Đòn rồi nó. Rồi nó đâm hả? Tù. Rồi bắt đầu bị kiểu như là bị chấn thương rồi lên trên đó là về nhà là mình nằm mình nghỉ bệnh cả năm luôn rồi. Gãy cái sụn trong đây nè. Gãy sụn đó luôn. Con cái nhồng nó đâm gãy sụn đó. Chấn thương rồi gãy đồ chụp mình á. Rồi mình coi như là đại khái là mình nằm bệnh viện rồi mình về nhà điều trị là khoảng bao lâu? Cả năm nữa. Cả năm trời, có nhiều là cái công việc làm ăn bế tắc khoảng một năm trời không có được thu nhập. Thì cái đó là một cái sự tai nạn nhỏ nhỏ nhưng mà nó làm cho mình bị không có nguồn thu nhập, thấy không? Rồi thuốc men rồi này cái nọ, chứ không phải là chuyện dễ. Rồi đại khái như là gia đình là bây giờ là coi như là ổn định, làm việc ngày hai bữa là cũng tích lũy cũng ngon cơm, thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu đi mấy bữa nay là có bệnh lại hả? Dúng lạnh. Nhức đầu dúng lạnh, dúng lạnh rồi bắt đầu uống thuốc men điều trị lại 1-2 ngày phải đi tiếp nữa cái đây là một cái hành nghề, cũng như là mấy bạn phía bên này là đều là hành nghề mỗi ngày hết, đều làm mỗi ngày hết, cái đây là cái nghề làm để mình sống. Đây về sở dĩ cái bàn nhậu phía đây không có mặt anh thợ lặn này là anh dưỡng sức để điều trị cho sức khỏe bình phục lại rồi anh tiếp tục là coi như hành nghề cái công việc của anh mấy chục năm đó. Cho mọi người xem cái công việc làm như thế nào, mình trò chuyện với anh thợ lặn này ha. Rồi ok, tạm biệt mọi người nha. Rồi để mình tìm những cái anh thợ nào khác mà lạ mình, cái nào mình không biết thì mình cho mọi người biết sau nha. Ok, bye bye.